Chào toàn thể các anh em là thợ đánh xi bêm nhé. Buổi sáng thì hai anh em lại đi rửa rẽ anh ạ. Hôm nay thì rẽ nó về đều hơn hôm qua nha. Anh nhìn bản này sơ sơ được khá dày. Hôm nay nó ăn tản mát ra khắp khu vực cả bàn lưới. Đấy, đợt này anh em nào có nhu cầu mua lưới đánh rẽ run thì liên hệ nhé. Số điện thoại em để ở góc màn hình video. Cái đây còn lửa anh ạ. Đó, con lửa đây. Con lửa cũng vĩnh bình thường anh em nhé. Đấy, còn có lép thì nhiều khi nó ép người qua lọt, còn có lửa thường thường là dính vào chết đây, rẽ bay này. Ui ui anh Hùng ơi. Ui hai con. Ui dưới kia. Rẽ bây giờ vẫn thấy chợp cánh ở ngoài đồng khá nhiều nha, cái rất sớm này là nó về. Ăn rồi, ăn rồi. Hey, 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 hey. Đéo được à? Ôi, này, rẽ này nha. Ôi đi, xuống anh Hùng. Bỏ con đấy đi, chạy ra xua phát. Ăn rồi. Ăn rồi. Hết sạch. Đấy anh ạ. Rẽ nó về nó xuống chịu lắm. Ôi đây cánh này nhiều quá anh ạ. Đây cánh này nó dính ở dưới mặt này. Mình bàn đánh 1000 mét lưới rồi anh em. Đây hàng đây anh em này. Ui dồi ôi này. Một này. 2, 3, 4 này. Các bạn này hôm nay đừng hiểu nha anh em nhé. Ui dồi ôi, sướng thế nhỉ. Một con dưới đây là 5 này. 6 này. 6. Ui đây 2 con nữa này. 7, 8 này. Đấy. Cái mẫu lưới đánh rẽ này thì đó là cái mẫu lưới mắt 8 phân sợi cước 15 anh em. Đấy, thời điểm này thì bên cơ sở nhà em bán khá là nhiều, thì anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Anh em điện đến thì bên cơ sở là lên đơn hàng gửi hàng cho anh em. 9 này, con này đúng số nó chết anh em. Vào lỗ rách lưới đây, không đâm vào chỗ này. Mười này. 11 này. 11 này. Đấy. Cái này được quẹt. Con này là 12 anh em. Ây da. 12 này. Cánh dưới đây 12 này. Bên đây được tổng 13 con anh ạ. 13 con rẽ. Cánh này được 1 con 13. Đấy thì trong cái thời điểm con chim rẽ run đang di cư khá là mạnh, anh em nào mà có nhu cầu sử dụng về cái dòng lưới chuyên tổng hợp các loại rẽ và trắt thì liên hệ nhé. Số điện thoại để ở góc màn hình video ấy. Anh em điện đến thì bên cơ sở là lên đơn hàng gửi hàng cho anh em. Còn lưới bên cơ sở nhà em là nhôi cọc này. Nhôi cọc. Khoang túi thì chia mở hết cho anh em rồi. Anh em mua về là chỉ việc đánh thôi. Sợi cước của nó là sợi 15. Chuyên đánh bền sợi. Và cái thứ hai nữa là anh em đánh thì đối với cái lưới đủ mắt đủ thịt này thì sẽ không xảy ra tình trạng là bị văng chim. Còn một tay lưới tốt thì anh em xem giới thiệu video. Cái thứ hai nữa chúng ta về chúng ta nhận hàng, chúng ta kiểm tra thực tế trước khi thanh toán anh em nhé. Đây. Còn như con chim mà đóng vào thì thường thường nó khóa con chim rất là sâu. Đây này anh em này. Khóa cực kỳ là sâu từ trên miệng túi xuống dưới. Dính con chim nó rơi vào tầm khoảng nhiều con là 40 phân. Còn bình thường mắc ngay đoạn trên thì nó cũng phải rơi vào 10-20 phân rồi.
Và con rẽ này, nhược điểm của con rẽ khi anh em đánh thì nó là con chim không trèo lưới, không trèo được anh ạ. Vào là chết, nó không như những dòng chim khác. Đấy, còn số điện thoại mua lưới thì anh em cứ liên hệ vào số điện thoại ở góc màn hình ấy. Đấy, số đó thì có cả Zalo luôn. Còn anh em nào cần hỗ trợ tiếng rẽ chuẩn của năm 2024 thì anh em liên hệ nhá. Ok, chào các bác đấy, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.